Tại sao máy bay Trung Quốc khó đánh bại Boeing? Vào ngày 28 tháng 5 năm 2023, chiếc máy bay C-919 do Trung Quốc sản xuất đã hoàn thành chuyến bay thương mại đầu tiên. Mặc dù Trung Quốc coi đây là máy bay thương mại cỡ lớn đầu tiên được sản xuất trong nước nhằm tiếp tục nâng tầm Made in China, nhưng các chuyên gia nước ngoài lại cho rằng sản phẩm này vốn là hàng ngoại. Đồng thời, việc cạnh tranh với Boeing và Airbus trên thị trường quốc tế là cực kỳ khó. Tại sao vậy? Nếu yêu thích video này, bạn hãy tải ứng dụng Sách Tin Gọn để ủng hộ nhóm nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều. Mang tham vọng đối đầu với Boeing và Airbus. C-919 là máy bay chở khách thân hẹp do tập đoàn máy bay thương mại Trung Quốc Comac, một doanh nghiệp nhà nước có trụ sở tại Thượng Hải, chế tạo. Theo South China Morning Post, máy bay này dự án C-919 được tập đoàn máy bay thương mại Trung Quốc Comac khởi động vào năm 2007, và chiếc máy bay này được thiết kế để cạnh tranh với máy bay 737 của Boeing và A320 của Airbus. Theo tính toán của các chuyên gia, chiếc C-919 của Trung Quốc ước tính đã tiêu tốn đến 49 tỷ đô của nước này để phát triển. Máy bay C-919 được thiết kế để chở từ 158 đến 192 hành khách. C-919 đã thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên vào năm 2017 và được CAAC chứng nhận bay vào tháng 9 năm 2022 sau 14 năm phát triển. Sau đó, Comac đã bàn giao chiếc máy bay C-919 đầu tiên cho hãng hàng không China Eastern Airlines tại Thượng Hải vào tháng 12 năm 2022. Và hãng hàng không China Eastern Airlines cũng đã đặt mua 4 chiếc máy bay này vào tháng 5 năm 2022 với giá 99 triệu đô một chiếc. Tại triển lãm hàng không lớn nhất của Trung Quốc, được tổ chức ở thành phố Chu Hải vào tháng 11 năm 2022, Comac cho biết họ đã nhận được đơn đặt hàng từ 7 công ty cho thuê máy bay với số lượng là 300 chiếc. Công ty chế tạo máy bay dân dụng của Trung Quốc xác nhận sẽ bàn giao sản phẩm cho các đối tác trong vòng 2 năm tới. Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Trung Quốc Mercator Marix, một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Berlin của nước Đức, đến cuối năm 2022, Comac đã nhận được 305 đơn đặt hàng đối với máy bay C-919 tại Trung Quốc. Trong khi đó, Boeing chỉ nhận được 116 đơn đặt hàng cho dòng 737 của mình. Thậm chí, Phó Tổng Giám đốc Comac Trương Ngọc Cấn cho biết, đến tháng 1 năm 2023, công ty đã nhận được hơn 1.200 đơn đặt hàng máy bay C-919. Theo tờ Wall Street Journal, sự xuất hiện của dòng máy bay C-919 do Comac sản xuất đã đánh dấu một thách thức có phần mang tính biểu tượng đối với Boeing và Airbus. Về giá cả, một chiếc C-919 được Comac báo giá ở mức 90-100 triệu đô, rẻ hơn hẳn so với hai đối thủ của nó. Hiện nay, một chiếc Airbus A320neo có giá khoảng 110 triệu đô, hay một chiếc Boeing 737 MAX 8 có giá khoảng 121 triệu đô. Tuy nhiên, nếu so sánh về nhiều mặt khác, thì C-919 vẫn còn phải nỗ lực nhiều hơn để cạnh tranh. Như về số lượng hành khách, chiếc C-919 chỉ có thể chở tối đa 168 hành khách, trong khi Airbus A320neo chở tối đa 195 hành khách và Boeing 737 MAX 8 là 210 hành khách. Lợi thế về sức chứa số lượng hành khách đang nghiêng về hai nhà sản xuất máy bay đến từ châu Âu và Mỹ. Về kích thước, chiều dài của C-919 là 38,6m, khá tương đồng với chiều dài 37,6m của Airbus A320 và 39,5m của Boeing 737. Chiều cao của C-919 bằng với Boeing 737 là 12,5m, trong khi Airbus A320 chỉ 11,8m. Tầm bay của C-919 gần bằng với hai dòng máy bay thương mại hàng đầu hiện nay. Cụ thể, tầm bay của C-919 là 5.555 km, tầm bay của Airbus A320 là 5.700 km và Boeing A737 là 5.665 km. Báo Wall Street Journal dẫn lời các nhà phân tích cho biết họ sẽ theo dõi chặt chẽ các số liệu về hiệu suất của C-919, trong đó bao gồm độ an toàn, mức tiết kiệm nhiên liệu, tần suất chậm chuyến và hủy chuyến để có thể đưa ra nhận xét tổng quan nhất về dòng máy bay này. Ông Mike Yeomans, người đứng đầu bộ phận định giá tại IBA, một công ty phân tích hàng không có trụ sở tại nước Anh, đánh giá rằng C-919 đã được ứng dụng rất nhiều công nghệ mới nhất, hiện đại nhất. Nhà kinh tế Max J. Zengline, người đứng đầu Viện Nghiên cứu Trung Quốc Mercator, một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Berlin, nước Đức, thì nhận định dù sự ra đời của C-919 đánh dấu điểm khởi đầu trong việc thách thức hai dòng máy bay thương mại phổ biến như Boeing và Airbus,
nhưng có lẽ sẽ phải mất nhiều năm nữa mới có thể chứng kiến một sự thay đổi lớn trên thị trường toàn cầu. Chưa kể để có được điều đó còn phải phụ thuộc vào hiệu quả hoạt động của C919. Máy bay Made in China có thực sự Made in China? Sau 16 năm nghiên cứu, C919, chiếc máy bay thương mại đầu tiên do Trung Quốc sản xuất, chính thức xuất hiện trên bầu trời nước này. Truyền thông Trung Quốc cho biết đã có hơn 10.000 người tranh giành 30 chiếc ghế may mắn trên chuyến bay của hãng hàng không China Eastern Airlines đi từ Thượng Hải đến Bắc Kinh. Cụ thể, vào ngày 28 tháng 5 năm 2023, máy bay C919 do Trung Quốc sản xuất đã hoàn thành chuyến bay thương mại đầu tiên. Chuyến bay số hiệu MU9191 sử dụng máy bay C919 của hãng hàng không China Eastern Airlines đã cất cánh tại sân bay Hồng Kiều, Thượng Hải vào lúc 10 giờ 32, đã đáp xuống sân bay thủ đô Bắc Kinh từ lúc 12 giờ 31 phút theo giờ địa phương. Hãng tin CNN cho biết, bước tiến lịch sử của Trung Quốc trong việc đưa máy bay C919 do nước này tự sản xuất, thực hiện chuyến bay thương mại đầu tiên, qua đó đáp trả Airbus và Boeing, đang bị giới chuyên gia soi xét khá kỹ. Mặc dù Trung Quốc coi đây là máy bay thương mại cỡ lớn đầu tiên được sản xuất trong nước nhằm tiếp tục nâng tầm Made in China, nhưng các chuyên gia nước ngoài lại cho rằng sản phẩm này vốn là hàng ngoại. Nguyên nhân chính là phần lớn linh kiện lắp ráp nên chiếc máy bay này thuộc về nhà cung ứng nước ngoài, chủ yếu là Bắc Mỹ và châu Âu. Dù truyền thông Trung Quốc quảng cáo chỉ 40% linh kiện của C919 là hàng nhập khẩu, nhưng hãng tin CNN nhận định con số này có thể cao hơn nhiều. Thông thường, các nhà sản xuất máy bay thường thuê ngoài, outsourcing, linh kiện từ các nhà máy khắp nơi trên thế giới trước khi lắp ráp tại một địa điểm. Hiện những tập đoàn nổi tiếng như Boeing cũng phải thuê ngoài đến 50% linh kiện của những dòng máy bay như 787, Dreamliner. Còn Airbus thì cũng thuê ngoài tại những thị trường như Malaysia. Theo chuyên gia Scott Kennedy, người đã dành 2 năm lãnh đạo nhóm nghiên cứu về chương trình sản xuất máy bay thương mại của Trung Quốc, đồng thời là chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS tại Washington, thì C919 cũng tương tự, nếu không muốn nói là còn thuê ngoài nhiều hơn. Ông Kennedy nói, phần lớn những linh kiện chủ chốt giữ được cho C919 bay trên bầu trời chẳng hề đến từ nhà máy Trung Quốc. Cụ thể, báo cáo năm 2020 của CSIS cho thấy 90% linh kiện của C919 được sản xuất phần lớn hoặc được cung ứng chủ yếu từ các nguồn cung tại Bắc Mỹ và châu Âu. Chỉ khoảng 10% linh kiện sản phẩm này là đến từ các nhà máy Trung Quốc hoặc ở châu Á. Một báo cáo khác của nhà sáng lập Suko Yusof thuộc Android Analytics cũng đã có kết quả tương tự. Chuyên gia Kennedy nhận định Trung Quốc khó lòng thay đổi lớn được tỷ lệ này chỉ trong 3 năm qua, khi việc đổi nhà cung ứng liên quan đến cả quy trình xin giấy phép, đăng ký tiêu chuẩn quốc tế. Chỉ sử dụng cho thị trường nội địa. Theo South China Morning Post, Trung Quốc có tham vọng mạnh mẽ trong thị trường hàng không thương mại. Theo đó, chính phủ nước này đã vạch ra kế hoạch để C919 giành được 10% thị phần nội địa vào năm 2025. Tuy nhiên, theo nhà sáng lập Yusof của Endow nhận định, tham vọng cạnh tranh với Airbus và Boeing của Trung Quốc là cực kỳ rõ ràng với C919, nhưng việc lật đổ ngôi vương không hề dễ dàng khi chuỗi cung ứng và tiêu thụ đã được xác lập từ lâu. Đầu tiên, việc thuyết phục các hãng hàng không tin tưởng vào một dòng máy bay mới hay thương hiệu mới để bỏ qua các sản phẩm đã có uy tín từ lâu là không hề dễ dàng. Ngay cả hành khách cũng mong muốn lựa chọn các hãng máy bay tên tuổi hơn là phó thác cho một dòng sản phẩm mới chưa có nhiều chuyến bay thương mại. Chính vì lý do này mà phần lớn các đơn hàng của C919 hiện nay thuộc về các hãng hàng không Trung Quốc. Tiếp đó, việc sử dụng sản phẩm Airbus và Boeing trong thời gian dài đã hình thành nên một hệ sinh thái, cơ sở hạ tầng, lực lượng nhân viên kỹ thuật tương thích với các sản phẩm này. Việc thay đổi một dòng máy bay mới có thể tạo thêm các chi phí phát sinh như đào tạo lại nhân viên, nâng cấp, thay đổi kỹ thuật. Đặc biệt hơn, sản phẩm của Trung Quốc chắc chắn sẽ nhận rào cản rất lớn từ các quy định và những cơ quan quản lý tại Mỹ và châu Âu. Cụ thể hơn thì hàng không cũng là một trong những lĩnh vực bị mối quan hệ Mỹ-Trung Quốc tác động mạnh. Theo đó, một số công ty con của Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc, cổ đông của Comac, đã bị Bộ Thương mại Mỹ đưa vào danh sách các công ty Trung Quốc có dính líu đến quân sự. Đồng thời, Mỹ cũng áp nhiều lệnh hạn chế và kiểm soát xuất khẩu với các mặt hàng hàng không sang Trung Quốc. Tất nhiên, việc C919 ra đời có thể tạo nên sự cạnh tranh về giá ở những thị trường đang phát triển. Ví dụ Indonesia với hãng hàng không nội địa Transnusa đã đặt hàng Comac, nhưng điều này không giải quyết được gốc rễ của vấn đề là sự tin tưởng từ phía khách hàng. Nhà sáng lập Yusof của Endor kết luận, kể cả khi Trung Quốc có giảm giá kịch liệt máy bay thương mại do mình sản xuất thì cũng phải mất thời gian rất dài mới tạo được niềm tin từ khách hàng.
Ngành hàng không là thị trường rất khó để thuyết phục khách hàng mua máy bay mới, nhất là khi bạn bị gắn nhãn là người chơi mới. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!